Những ngày giáp Tết, Hợp tác xã chế biến nông sản thực phẩm bà Ba Hội tất bật chuẩn bị những đơn hàng bánh chưng cho khách hàng. Năm nay, ngoài những đơn hàng lớn trong nước, sản phẩm bánh chưng xanh đạt chuẩn 4 sao OCOP của hợp tác xã này còn xuất bán sang Mỹ và Singapore. Đây là thành quả bước đầu của những chính sách hỗ trợ vay vốn, đổi mới bao bì, nhãn mác của chính quyền các cấp và nỗ lực của bà Ba Hội trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất, nhất là đối với sản phẩm thực phẩm như thế này. Thực ra thì cái lĩnh vực thực phẩm thì bao giờ nó cũng rất là chỉnh chu. Không phải là cái thị trường nước ngoài người ta mới đòi hỏi đâu, nhưng mà chính thị trường trong nước người ta cũng đòi hỏi rất là khắt khe. Mình xuất khẩu thì phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo các tiêu chí quy định. Mà cái tiêu chí cao nhất hiện nay đó là cái HACCP, bánh chưng bà Ba Hội đã chuẩn theo quy trình HACCP. Hạn sử dụng của các sản phẩm bà Ba Hội nói chung là hạn sử dụng từ nếp là 30 ngày ở môi trường bình thường, 90 ngày ở môi trường từ 0 tới 5 độ và 180 ngày cấp đông. Thì khi mà sản phẩm ra nước ngoài thì mình sẽ cấp đông hoàn toàn. Và hiện nay thì bà Ba Hội cơ bản khi mà sản phẩm cấp đông thì giữ nguyên vị, không phai vị. Hiện nay, việc xuất khẩu sản phẩm bánh chưng của hợp tác xã chế biến nông sản thực phẩm bà Ba Hội chủ yếu thông qua các sàn thương mại điện tử. Thống kê trong năm 2022, hợp tác xã này xuất bán 60.000 sản phẩm, trong đó chỉ khoảng 1.000 sản phẩm ra thị trường nước ngoài. Với hoạt động giao thương ngày càng thuận tiện trên nền tảng công nghệ số, hợp tác xã tiếp tục kết nối mở rộng thị trường xuất khẩu. Đồng thời, đầu tư máy móc để chuẩn hóa các khâu nấu, khử trùng, hút chân không. Qua đó, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường đối với sản phẩm thực phẩm. Cái sản phẩm OCOP 4 sao của mình là có rất nhiều lợi thế. Cái thứ nhất là mình đi lên từ cái sản phẩm truyền thống, mang đậm cái nét văn hóa của người Việt. Cái thứ hai nữa là cái hồ sơ pháp lý của cái sản phẩm bánh chưng bà Ba Hội á, khi tham gia OCOP được đánh giá thì rất là chuẩn về hồ sơ pháp lý. Đó là hai cái lợi thế lớn nhất để mà sản phẩm bánh chưng lưu thông trên thị trường trong nước cũng như là xuất khẩu. Hiện nay thì cái sản phẩm OCOP cũng rất là khiêm tốn đối với thị trường nước ngoài. Thì trong tương lai bà Ba Hội cũng rất là mong là các cấp quan tâm đẩy mạnh đưa những sản phẩm mà mang tính truyền thống có hạn sử dụng dài ngày đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu và những sản phẩm mà đáp ứng được các hồ sơ pháp lý của cái thị trường xuất khẩu thì cũng quan tâm để mà hướng tới cái thị trường xuất khẩu nó lớn hơn nhiều so với hiện nay. Cũng là một sản phẩm thực phẩm truyền thống địa phương, bánh dừa 4 sao OCOP của cơ sở sản xuất bánh dừa nướng Bảo Linh ở phường Tân Thành, thành phố Tam Kỳ cũng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Với chất lượng được khẳng định qua nhiều tiêu chí đánh giá, mẫu mã bắt mắt, phù hợp văn hóa ẩm thực châu Á, nên ngoài có mặt ở 63 tỉnh thành trong cả nước, bánh dừa Bảo Linh còn kết nối giao thương xuất khẩu sang Hàn Quốc vào năm 2019 theo con đường chính ngạch. Tuy nhiên, hơn 2 năm qua, ảnh hưởng đại dịch Covid-19 khiến hoạt động xuất khẩu sản phẩm bánh dừa gần như đình trệ. Và nay, khi dịch bệnh được khống chế, hoạt động xuất nhập khẩu trở lại bình thường, hợp tác xã này nhanh chóng kết nối với đối tác Hàn Quốc và hoàn tất các thủ tục pháp lý để chuẩn bị xuất khẩu trở lại. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã tìm được đối tác và nối lại thị trường xuất khẩu đi thị trường Hàn Quốc. Và ngoài ra thì những đối tác lớn người ta sẽ làm trực tiếp để mà xuất đi các nước như Đài Loan hay là Campuchia, Lào. Cái mà quan trọng nhất để mà xuất khẩu thì mẫu mã và cái chất lượng bên trong của sản phẩm được khách hàng họ đánh giá cao nên người ta tiến hành liên hệ với mình để mà đưa vào những cái thị trường khó tính hơn. So với nhiều sản phẩm OCOP khác trên địa bàn tỉnh, trầm hương được xem là sản phẩm cao cấp, được thị trường nước ngoài rất ưa chuộng, mở ra cơ hội xuất khẩu rất cao cho các chủ thể. Tuy nhiên, những yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc gắn với nguồn nguyên liệu, đồng thời đảm bảo chất lượng, mùi hương các lô hàng phải cùng một tiêu chuẩn. Đây là tiêu chí khiến nhiều chủ thể có sản phẩm trầm hương trên địa bàn tỉnh gặp khó. Như sản phẩm trầm hương Vân Mây của hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ trầm hương Như Ý ở xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, đạt chuẩn OCOP 4 sao năm 2022.
khi gửi mẫu sản phẩm làm theo phương pháp thủ công sang đối tác Hàn Quốc kiểm tra đều đạt tiêu chí yêu cầu. Thậm chí, phía đối tác này đã soạn sẵn hợp đồng cho một tấn sản phẩm đầu tiên và cam kết dâu thường lâu dài. Nhưng hợp tác xã này không thể cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc cây gió bầu khai thác chế biến. Do đó, việc xuất khẩu bị gian dở. Nhất ngòi là cần mùi thơm của trầm. Nên khi mình lột loại sản phẩm thì mình lựa những cái sản phẩm chất lượng tốt. Lúc đó mình sẽ lựa ra cái mùi vị của nó. Khi mình lồm ra xong có mùi được mùi vị thì mình sẽ trao ra những sản phẩm theo yêu cầu của khách hoặc sản phẩm mà xưởng mình tổ ra. Và trong đó có cái sản phẩm Văn Mai. Khi sản phẩm độc bón xô là được nhà nước công nhận là cũng là một lợi thế để mình gặp các đối tác. Sản phẩm này là nó có rất tính trong tương lai bởi vì nó có thể tản biếu nên nước ngoài họ cần có những sản phẩm chất lượng. Nhưng mà khó khăn ở đây là chưa có cái vùng định danh để vùng nguyên liệu, vùng trồng hoặc nguồn gốc xuất xứ của cái sản phẩm. Trong tương lai là mình sẽ xây dựng vùng nguyên liệu. Khi đó chúng ta tổ ra được cái vùng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ nguyên liệu sản phẩm của cây. Và mình lúc đó mình sẽ cho ra thị trường sẽ dễ dàng hơn. Đã có những tín hiệu khả quan đầu tiên cho câu chuyện vươn ra thị trường quốc tế của sản phẩm ô cốp xứ Quảng. Điều này minh chứng những chính sách hỗ trợ của các cấp ngành về nguồn vay vốn, đổi mới bao bì mẫu mã, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến Việt Gap, Global Gap, GMP, ISO, HACCP phát huy hiệu quả trong việc khẳng định chất lượng sản phẩm. Đồng thời, những giải pháp xúc tiến thương mại thông qua các sàn thương mại điện tử và giới thiệu quảng bá thông qua các hoạt động du lịch, phiên chợ giao thương tầm quốc gia, khu vực cũng đã mở ra cơ hội kết nối, mở rộng thị trường cho sản phẩm ô cốp. Tuy nhiên, hiện nay số lượng sản phẩm xuất khẩu vẫn còn khá ít, chủ yếu thông qua các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị. Đây là kênh phân phối tiện lợi, tiết kiệm chi phí, chủ thể dễ tiếp cận và được bán bằng chính thương hiệu của mình. Và tính tới năm 2023 thì chúng tôi sẽ hỗ trợ ra thị trường nước ngoài. Chúng tôi cùng phối hợp với Bộ Công Thương có những cái giao dịch với các thương nhân nước ngoài. Mong muốn rằng những sản phẩm mà có cái chất lượng sẽ lan tỏa nhiều hơn. Kết nối giao thương với đơn vị xuất nhập khẩu sẽ là bước đầu mở ra cơ hội xuất khẩu sản phẩm ô cốp. Song, để đảm bảo tiêu chí xuất khẩu chính ngạch, các chủ thể ô cốp vừa và nhỏ sẽ đối mặt rất nhiều khó khăn, nhất là vấn đề hồ sơ pháp lý, thẩm định sản phẩm chi phí cao, nguồn nguyên liệu còn bó hẹp, quy mô sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu sản lượng xuất khẩu đặt ra. Với địa phương có đa dạng sản phẩm ô cốp, nhất là sản phẩm chế biến sâu có giá trị cao như sâm ngọc linh, trầm hương và các loại dược liệu, Quảng Nam cần có những chiến lược cụ thể cho con đường xuất khẩu ô cốp phù hợp với từng sản phẩm. Trong đó, việc quy hoạch vùng trồng nguyên liệu, đẩy mạnh chuỗi liên kết, truy xuất nguồn gốc, xây dựng tiêu chuẩn về sản phẩm, phát triển dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu cần được đầu tư đồng bộ. Qua đó, giúp chủ thể ô cốp là những doanh nghiệp, hợp tác xã có tiềm năng, chủ động tiếp cận, đầu tư phát triển và tiên phong trên con đường đưa sản phẩm ô cốp xứ Quảng xuất khẩu chính ngạch.